Quý vị và các bạn thân mến, có 6 con giáp có số hưởng mặc dù có bôn ba vất vả, thậm chí nợ nần cống thiếu nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ và ổn định hơn. Đặc biệt là từ khoảng thời gian này trở đi sẽ có nhiều quý nhân phù trợ. Vì vậy mà tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở với nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Đặc biệt bước vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch này, 6 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng thành công mỹ mãn hơn người. Nhờ có quý nhân phù trợ, thần tài dẫn lối, hãy cùng xem đó là những con giáp nào nhé. Đầu tiên đó là tuổi Thân. Những người cầm tinh con giáp này thì đều may mắn được trời phú cho sự thông minh, lanh lợi và sắc sảo. Trước những thử thách trong cuộc sống thì tuổi Thân luôn chọn cách dũng cảm, đối mặt để vượt qua thay vì né tránh. Người tuổi Thân thì có rất nhiều tài lẻ thiên bẩm, họ rất giỏi những vấn đề mang tính nghệ thuật và biết nhiều thứ khác nhau. Bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những người tuổi Thân có thể vẽ giỏi, hát hay, nhạc cụ chơi tốt mà các việc vặt, thủ công hay là may vá, họ đều rất giỏi và nhạy bén. Tuổi Thân vốn dễ hấp thụ kiến thức, bởi vậy bạn hiểu và biết khá nhiều, có thể làm nhiều thứ một lúc cũng rất tinh tế. Trong đối xử nên đôi khi dễ bị mắc lừa nếu thực sự tuổi Thân có ý đồ. Họ rất giỏi nhiều thứ nhưng lại rất tự tôn và khiêm tốn, không bao giờ khoe mẽ mà chỉ giữ kín cho bản thân, chờ thời điểm mới thể hiện. 10 ngày tới sẽ là thời điểm vận trình của con giáp này có nhiều đột biến theo chiều hướng tích cực. Sự xuất hiện của quý nhân phù trợ giúp công việc có những bước thăng tiến nhất định. Thậm chí nếu nỗ lực hết mình, bạn có thể vượt xa đối thủ, khẳng định vị trí bản thân. Đặc biệt do có nhiều các tinh xuất hiện, không chỉ đường quan lộ sáng ngời mà của cải còn dồi dào, cuộc sống ngập tràn may mắn. Bạn còn có khả năng trúng giải cao các trò chơi liên quan tới như là may mắn xổ số. Thành công luôn dành cho những người biết nắm lấy thời cơ và phát huy sức mạnh. Hãy tự tin khẳng định mình vì cuối tháng 5 sẽ là quãng thời gian mà tuổi Thân sẽ rất hưng vượng. Tuổi Dậu. Tuổi Dậu thì vốn trời sinh đã siêng năng chăm chỉ, họ luôn tập trung làm tốt công việc của mình, song nhiều khi lận đận nên phải gánh họa từ những việc không phải do mình. Tuổi Dậu thì thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luộm thuộm, khá hấp dẫn đó là nam giới, rất quan tâm đến hình thức. Con giáp này có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngần ngại tung tiền mua sắm quần áo. Cũng giống như những chú gà trống thích khoe bộ lông tuyệt đẹp, tuổi Dậu thích thể hiện mình và khá là tự hào về bản thân. Họ thích được tâng bốc và chú ý. Tuy ăn mặc hơi diêm dúa nhưng bên trong họ lại là những người bảo thủ. Khả năng suy nghĩ và phân tích chính là lợi thế của tuổi Dậu. Liên tục tự xem xét quan điểm của mình để có cái nhìn thực sự đúng đắn. Khi cần đưa ra bất cứ quyết định gì, họ thường nhìn nhận cẩn thận tất cả các khía cạnh của vấn đề. Trong xung đột, họ đẩy câu chuyện đến cực điểm nhưng sẽ bỏ chạy trước khi chiến sự nổ ra. Người sinh năm Dậu rất có tài quan sát, nhận xét của họ thường tỉ mỉ chính xác, trung thực cởi mở nhưng đôi khi thẳng thắn tới mức lạnh lùng. Cần cù tháo vát nhưng họ lại thường nóng nảy, bướng bỉnh. Họ đa tài và có thể thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuổi Dậu hết sức bền bỉ và không dễ để người khác bắt nạt. Thường thì họ biết mình muốn gì và sẽ nỗ lực để đạt được điều đó. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng những gì đã nói. Họ cũng chính là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay là sự giúp đỡ. Những người sinh năm Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc là sự nhạo báng dưới bất cứ hình thức nào. Nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải là chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến cho con giáp này khá là tỉnh táo. Người nhạy cảm khó có thể làm bạn với tuổi Dậu. Sự độc đoán và thẳng thừng khiến con giáp này chẳng có nhiều bạn bè thân thiết. Tuy nhiên, những người bạn thực thụ của tuổi Dậu thường bỏ qua sự kiêu ngạo này. Họ đánh giá rất cao tính trung thực, sự tự lập của bạn và trân trọng tình bằng hữu, đặc biệt là với tuổi Dậu. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Dậu gặp khá nhiều thăng trầm. Công việc có lúc thuận lợi nhưng nhiều lúc lại vướng phải khó khăn từ những chuyện không đồng. Dẫu vậy, con giáp này nên nhớ cứ thuận theo tự nhiên, sẵn sàng đối mặt với những thử thách bằng nỗ lực hết mình. Thành hay bại đôi khi không quan trọng, quan trọng là bạn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân. Trong khoảng 10 ngày tới, tuổi Dậu có thể sẽ phải cảm ơn những khó khăn đã ngáng đường mình. Khi trước, những kinh nghiệm quý báu đúc rút được sẽ giúp cho con giáp này có những thành công bất ngờ. May mắn gõ cửa, bản thân lại biết nắm bắt cơ hội tốt. Tuổi Dậu có khả năng quan sát phát tài, xây dựng khối tài sản lớn trong thời gian này. Tuổi Hợi.
Tuổi Hợi có thể là con giáp rất may mắn khi mà số phận luôn được ưu ái trong bất cứ quãng thời gian nào. Những con người hiền lành phúc hậu này có thể không giàu sang nhưng cuộc đời nhất định sẽ không nghèo khó. Những ngày cuối tháng này, tuổi Hợi gặp khá là nhiều may mắn trong cuộc sống. Hơn nữa, đường tài vận cũng có những điểm sáng nhất định, mọi sự gặp hung hóa cát. Nhìn chung cuộc đời của người cầm tinh con giáp này khá là đầy đủ và viên mãn, đặc biệt khi mà về già. Họ cũng là một trong những con giáp nhận được nhiều lộc của trời ban, vận may tới ảo ảo, giúp cho chủ nhân gặt hái thành công bất ngờ. Thậm chí sự thành công viên mãn của con giáp này có thể khiến cho người khác phải ngưỡng mộ và ghen tị. Tuổi Hợi có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nhờ được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên thì bản mệnh dễ vướng phải nhiều chuyện cạnh tranh thị phi, khả năng cạnh tranh không mạnh nên khó chiếm được ưu thế trong công việc, dễ để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Thêm vào đó, tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh để phá rối, nên bản mệnh khó đạt được bước tiến lên trong sự nghiệp, cơ hội thăng chức tăng lương gần như nằm ngoài tầm với. Lời khuyên cho con giáp này đó là không nên hành động theo cảm tính, không nên làm việc chỉ theo hứng thú nhất thời hoặc làm việc chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Nên giữ lý trí, suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì. Trong các mối quan hệ cần nhận ra và tránh xa những kẻ tiểu nhân gây hại cho sự phát triển của bản thân, biết cách hành xử khéo léo, khiêm tốn để thân thiết với những người chính trực, đứng đắn, giữ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Để giúp cho các gia chủ hóa giải được thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở, quý anh chị cần phải mang bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế hộ thân để nghênh đón thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế và minh quang pháp bảo sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tuổi Mão. Mỗi một con giáp thì đều được đại diện bằng một con vật nào đó và đi kèm là những tính cách đặc trưng nhất. Trong đó tuổi Mão hay người ta còn gọi là tuổi mèo mang trong mình một sự nhanh nhẹn và tháo vát, nhưng cũng nổi bật lên là sự làm biếng, thích được chơi, không quan tâm đến bất kể vấn đề gì. Ưu điểm và cá tính của tuổi Mão thì cũng rất nhiều, như là sự nhanh nhẹn và điềm tĩnh, suy nghĩ kỹ lưỡng xem là nổi bật nhất. Dù là việc lớn hay nhỏ thì cũng phải có sự tính toán chi tiết mới được. Nếu có bất kỳ sự phân vân nào thì họ sẽ không làm. Trên khuôn mặt của họ chẳng bao giờ thấy được bất kỳ điều gì lo lắng cả. Những người có tính cách nhẹ nhàng và tao nhã sẽ lọt vào mắt của tuổi Mão ngay, vì đa số người tuổi Mão đều làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên việc lịch sự là điều hấp dẫn, kể cả chính bản thân họ, mỗi khi bước ra đường cũng phải chỉnh chu mới được. Sự hoạt bát, dễ thân thiện với tất cả mọi người xung quanh như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu. Trong các mối quan hệ thì họ không hề e thẹn mà luôn nói những lời chân thực cùng với hành động tốt nên sẽ giành được tình cảm của nhiều người. Mặc dù giao tiếp tốt và quan hệ rộng, nhưng tuổi Mão lại rất chung thủy. Một khi đã yêu ai thì yêu rất nhiều, trong hôn nhân, gia đình thì lại càng trân trọng hơn nữa. Vì với họ, gia đình luôn đứng vị trí đầu tiên. Tuổi Mão chính là con giáp phát tài đổi vận nhanh chóng chỉ trong ngắn ngủi. Bản mệnh có được nhiều nguồn thu cùng tăng tiến, cả thu phụ và thu chính đều có những tín hiệu đáng mừng. Thu nhập trong những ngày cuối tháng 5 âm lịch chủ yếu là từ công việc chính, thế nên tập trung làm việc cho tốt, đạt được hiệu quả cao. Tiếp đó thì ngày chủ nhật chính là thời điểm tài lộc của tuổi Mão bùng nổ đáng bất ngờ. Đó là lúc mà chuyện kinh doanh buôn bán của con giáp này lên hương, tài lộc ùn ùn kéo đến. Nếu muốn tăng thêm vận may tài lộc cho mình thì nhớ chọn hướng xuất hành vào chủ nhật là hướng Đông Nam nhé. Đó là hướng của tài thần, bạn sẽ được che chở, giúp trí óc tỉnh táo, minh mẫn, nhanh chóng nắm bắt thời cơ, phát huy được năng lực của mình để kiếm tiền bằng chính khả năng của bản thân. Tuổi Thìn, con giáp may mắn tiếp theo trong 10 ngày cuối tháng này được gọi tên chính là người tuổi Thìn. Bản mệnh đang có nhiều cơ hội để kiếm tiền bằng nghề tay trái của mình. Khó khăn đương nhiên là có, nhưng nếu bản mệnh biết tìm cách khắc phục thì chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Con giáp này hãy tận dụng mọi khoảng thời gian mình có để thu tiền về tay nhé. Thời điểm tài lộc bùng nổ khiến cho tuổi Thìn trở thành con giáp phát tài vào 10 ngày cuối tháng 5. Đương nhiên là không phải tự nhiên mà tài lộc bùng nổ, là nhờ những ngày trước đó bản mệnh đã lên kế hoạch chi tiết rõ ràng. Sách tử vi nói tuổi Thìn khoan dung đại lượng, tràn trề sinh lực, thông minh, kiên trì và vị tha. Họ là người tâm điểm trong đám đông và thành công khá dễ dàng trong cả cuộc sống riêng tư lẫn công việc.
họ là người có thể gánh vác những trọng trách lớn. Đối với họ, việc nào càng khó thì càng có hứng thú. Nhược điểm là vì có tiềm lực lớn nên khi làm một việc gì đó, người tuổi Thìn ưa khua chiêng gõ trống rầm rộ. Đây là lý do để đôi khi họ phải nhận những gièm pha không cần thiết. Tuy nhiên thì nếu ai đó muốn khiêu chiến trực diện với tuổi Thìn thì quả là hết sức sai lầm vì rất dễ bị đè bẹp. Người tuổi Thìn có tính khí nóng nảy, cuồng nhiệt, chất chứa nhiều khát vọng hoài bão lớn nhưng không xảo quyệt mưu mô. Họ luôn thẳng thắn trình bày quan điểm của mình và hay kiêu hãnh về bản thân. Sự kiêu hãnh này đôi lúc quá mức cần thiết. Người tuổi Thìn thì có khả năng gánh vác những công việc lớn. Cuộc sống của người tuổi Thìn khá là sung túc nhưng họ cũng không quá là ham thích kiếm tiền. Tuổi Thìn thích mình nói cho người khác nghe hơn là thích nghe người khác nói. Tuy nhiên thì vẫn là người biết trên biết dưới, sống hiếu thuận, sẵn sàng giơ tay giúp đỡ kẻ yếu thế. Tuổi Thìn thường hướng ngoại, họ không mấy khi để tình cảm xen vào công việc. Tổ ấm của tuổi Thìn thường khác với các tuổi khác. Ở đó sự uy nghiêm trang trọng phải đặt lên hàng đầu. Tuổi Thìn luôn có mục đích sống rõ ràng. Tiếp theo đó là tuổi Ngọ. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 của tuổi Ngọ dự đoán tài lộc đến trong nhiều lĩnh vực. Năm nay tài chính của bạn không ổn định. Hãy lưu ý những chi tiêu hoang phí hoặc là không cần thiết. Về giao thông thì bạn sẽ bị gặp tai nạn. Một người có thể có cơ hội nhận được một công việc mới trong năm nay. Cẩn thận với các bẫy thương mại được thiết lập bởi các nhân vật đố kỵ. Nói chung, những người sinh năm Ngọ sẽ có tài chính dồi dào vào 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Về sự nghiệp thì họ không nên đầu tư với rủi ro cao. Người tuổi Ngọ nên cố gắng hết sức để có thành tích tốt trong công việc. Kinh nghiệm và chuyên môn tích lũy được trong quá trình làm việc sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Cần phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng trong sự nghiệp. Lắng nghe lời người khác, đề xuất của bạn có thể là một cách hiệu quả để tránh sai lầm. 10 ngày cuối tháng 5 là khoảng thời gian vô cùng thuận lợi để những con giáp trên đột phá thành công. Các gia chủ cần mang bên mình minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo chính là vật phẩm pháp khí của nhà Phật, hỗ trợ đắc lực cho các gia chủ, tăng cường quý nhân, đón được nhiều may mắn thành công, nắm bắt những cơ hội may mắn trong thời gian ngắn nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là 6 con giáp hưởng phúc trời ban không thăng quan cũng phát tài trong những ngày cuối tháng 5 âm lịch này. Các bạn thân mến, người xưa thường có câu thiên thời địa lợi nhân hòa, mỗi con người sinh ra thì sinh mệnh đều có những số phận riêng biệt. Ở giai đoạn thiên thời địa lợi này, nếu con giáp nào biết nắm bắt cơ hội, bùng nổ tiền tỷ không còn là điều khó khăn. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, nếu bạn rơi vào những con giáp may mắn bên trên thì hãy tận dụng cơ hội những ngày cuối tháng 5 này để thay đổi vận mệnh, phát tài, phất lên như diều gặp gió. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc quý vị và các bạn luôn thành công, may mắn. Hẹn gặp lại trong những video sau.